học trường, học bệnh viện nữa. Thì nó trở thành đây đây có shopping ở đằng gần em. Shopping chính là chỗ vừa nãy đây, có cả út vượt mấy quán ăn ở đó. Đây về mẹ phòng này ạ. À? Đâu xa đâu, lái được xe chẳng có chỗ nào xa mà chẳng có chỗ nào hết. Con nghĩ là chẳng cần vườn gì nhiều đâu. Thật.